Hôm nắm nay tôi sẽ thử thách cắm trại 1 sao và 5 sao. Ai chọn nòi que ngắn sẽ là 1 sao, còn que dài sẽ là 5 sao. Các bạn hiểu chưa? Ok. Đây các bạn chọn đi. Tớ chọn đi. Tớ được. Thôi nhưng ăn á. Que dài sẽ là 5 sao đây. Tớ lấy cái này. Ê, bạn mình 1 sao nha. Tớ được 5 sao rồi nè. Wow, các bạn ơi, đây chính là lều 5 sao của tớ nè. Không biết là lều 1 sao là cái gì nhờ? À, các bạn ơi, lều 1 sao á, đúng chỉ được một cái bàn như này thôi. Trời ơi, thế này á, dựng lều kiểu gì đây? Wow, lều của tớ sẽ như thế này các bạn ạ. Màu hồng thì sẽ là cái này luôn. Bây giờ mình sẽ phải dựng lều giống như là lều công chúa á. Ê, đấy. Cái này là cái phía bên ngoài này. Dựng cái gì trước nhở? Cái khung trước. Đấy. Các bạn ơi, của tớ chỉ có một cái bao này là tớ đã nghĩ ra ý tưởng đấy chính là tớ sẽ cho cái chỏm này cao lên thế này, cố định lại ở chỗ này và căng hai bên này nữa là thế là được thôi. Chứ với cái bao này thì tớ cũng không thể nào mà làm một cái lều nào khác được cái ý tưởng đấy các bạn ạ. Và bây giờ tớ sẽ buộc ở đây nhá. Xong rồi, đây chính là lều 5 sao của tớ nè. Trời ơi, xong rồi các bạn ơi, đây là lều 1 sao của tớ nè. Wow, chiếc lều 1 sao này thật là khang trang và tiện nghi các bạn ơi. Dạ thế, đây này, dây này, dựa này, ba làm gì có đâu. Sang bên tớ nè, đi tham quan lều 5 sao của tớ đi. Wow, rộng quá, bàn hàng đâu rồi nhỉ? Lều 5 sao á, đứng cạnh lều 1 sao của tớ nè các bạn ơi. Cũng bình thường thôi, chỉ rộng hơn có một chút. Mình bây giờ phải vào lều 5 sao để ngủ một giấc mới được. Ê, ôi ôi các bạn ơi. Chật ơi là chật luôn. Ê, nhưng mà đây là lều nhà tớ mà. Thế thì đây, tớ cũng không thèm hổ. Để xem nào, xem lều 1 sao chui vào đi. Ok các bạn ơi, lều 1 sao của tớ nè. Cái lều này á, chị ngồi được thôi. Ôi, ngồi mà vẫn bị lộ chân. Ôi dồi ôi. Chỉ ngồi được thôi và không nằm được đâu. Ôi trời ơi. Ôi lều ở đây á nhiều muỗi quá, mình phải bỏ cái rèm này ra. Ê, hàng xóm có rèm không? Ôi các bạn ơi, cái lều của tớ không chống được muỗi. Ai dạ. Wow, một ngày thật là tươi đẹp. Đồ ăn đến rồi đây, đồ ăn đến rồi đây. 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 Năm sao trước chứ. Ok. Các bạn cứ chọn đi, khắc có nhân viên mang đồ ăn đến cho. Chọn đi. Nào một sao chọn trước. Ok. Màu xanh nhưng biết là gì đây. Màu vàng đi chứ khác biệt. Ok. Ok. Tiếp tục đi. Chọn hết luôn. Ok. Vàng tiếp. Vàng. Ok. Mỗi người mấy bóng. Lấy hết bóng luôn. Wow, vàng tiếp luôn. Vàng. Ok. Xanh này. Xanh. Đây. Đây. Ok nhá. Mình được có 4 quả. Bốn quả không sao. Đấy là do ăn ở thôi. Ở biết đâu có quả thì chẳng có đồ ăn. Đúng rồi đấy. Bây giờ bóc đi nhá, khắc có nhân viên mang đồ ăn đến cho. Ok. Nào để xem nào. Yeah. Wow. Xem nào. Một phiếu nè. Để xem cái phiếu đầu tiên này nào. Cái gì đây ta? Wow, bò hoàng đế. Trời ơi, thế là tớ được cả một con bò đó. Nhìn tớ đây này, ức gà thơm cay các bạn ơi. Hey, tiếp tục nào, biết là gì đây? Trống. Đây đây đây, còn lâu mới trống không? Cái gì vậy? Xiên bò cay. Wow, đến tớ nè. Yeah. Wow, có phiếu rồi. Cái gì đây? Wow, snack cá. Snack cá. Wow. Kẹo mút gà khổng lồ các bạn ơi. Yeah. Wow. Ê, thạch dừa, thạch dừa. Ô, cái gì đó? Tiếp tục nào, bạn chỉ còn một cái thôi. Còn một cái, biết đâu có hai phiếu. Vòi rồng. Trời ơi, vòi rồng là cái gì vậy? Trời ơi, mong là vòi rồng không cuốn bay mất cái lều 1 sao của tớ. Nào, để tớ đi. Đây. Đây nè, đây nè. Đây, 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 đây. Xem nào. Cái bánh này. Bông lan nho. Yeah. Còn đây là mi trẻ em. Ok. Sơn hào hải vị đến rồi đây. Wow. Đây, các bạn đây. Ấy già già. Đây. Đúng là mình năm sao còn khác được đồ ăn trước nè.
Đồ ăn đến rồi đây, đồ ăn đến rồi đây. Sao bên kia là sơn hào hải vị, bên này chỉ là đồ ăn thôi. Đây là đồ ăn, toàn đồ ăn ngon đấy. Đấy. Đây nhá, đây là phần thưởng cho một sao này. Một sao đấy. Còn đây cho năm sao này. Mỗi người thêm gói thạch. Wow, nhà mình đúng là năm sao có khác. Này, có cả bò hoàng đế đấy. Ôi dồi ôi, nhìn này, ức gà đây này, to chưa? Ức gà thường dân nè. Đây, bây giờ mình sẽ ăn ức gà các bạn ơi. Mình ăn bò hoàng đế để cho mình trở thành hoàng đế luôn. Ôi dồi. Ta da. Wow, một tảng siêu to luôn. Yeah. Nhìn này, của tớ màu tím. Mỗi người một màu. Cứng quá, cứng quá. Wow, ngon tuyệt vời, ăn thử không? Có. Nhưng mà cái này đồ nhà năm sao mới được ăn á. Cứng quá. Ngon quá. Đúng là đồ một sao các bạn ạ. Đúng là đồ năm sao khác, chọn cái gì cũng chuẩn. Ăn vòi rồng đi. Ui, wow. Này, từ, để tớ đẩy cái này vào con là cuốn tớ chơi mất đấy. Không biết là gì á, mà vòi rồng này hoành tráng nhở. Thấy không? Wow! Vòi rồng là cuốn lại, giống như kiểu cưới vòi. Ngon không? Dai. Rồi, dai thế. Đấy, thấy chưa? Một sao chọn chỉ có thế thôi. Này, như này. Cậu dẻo nha. Lại còn cay nữa. Này, bên nhà một sao còn có cả bánh mì hả? Cái này á, snack cá. Đấy. Hai gói này ăn không? Có. Mình sẽ cho một sao một gói nhá. Chia sẻ đi chứ nhờ. Đây á, là phải nhà giàu giúp đỡ nhà nghèo đi. Đây, chia sẻ. Để xem nào. Wow, cái này á chỉ là bim bim thôi. Nè, trời ơi, đâu phải là con cá đâu. Cứ tưởng là cái gì đúng không? Bây giờ mình sẽ ăn đấy. Mình sẽ ăn đồ được tặng trước đi. Đây, một gói thạch dừa do ban tổ chức tặng. Cứ tưởng là tặng mỗi năm sao thôi cơ. Ngon không? Ngọt quá. Thế hả? Đúng đáng khát luôn. Để xem cái thạch này như thế nào nào. Wow, đúng là năm sao có khác. Ê, còn có cả ống hút nha. Sang trọng. Sang chấn tâm lý luôn. Nhìn thấy người ta quá là sang chảnh, thế là lại ghen tị đấy mà. Cái ống hút này. Nhìn đây này. Đây là xiên bò thơm cay này các bạn. Trời ơi, nhìn đây này. Thấy chưa? Giờ chỉ cần hút thôi. Nè, mời các bạn nhé. Mát lạnh làm sao ngon đấy chứ lại. Đây nè. Thơm không? Đồ cho mà một sao miếng thơm ấy nhá. Cho một miếng. Cho nghe. Hẳn một xiên luôn. Trời ơi, thank you nhiều. Ngon đấy. Ngon nhỉ? Khỏi mày ngon đấy. Trời ơi. Nhưng mà bướng quá. Này, nhìn này. Ôi, một sao còn được khuyến mại cái bao tải rồi thêm mình cái dây dựa này nữa. Này, lèo một sao á, được cái đã chật, lại còn á hẹp. Này, thế đổi lại cảm được dậy được. Lèo năm sao á, đã đẹp, đã thế, lại còn rộng chứ lại. Chán thật chứ. Chán thế. Này mặt ơi, không ngồi nói chuyện với năm một sao nữa đâu. Năm sao đi về nhà ăn Tết đây. Bye bye. Nhà ai người đấy nào. Vào đi, tớ đóng cửa cho. Tớ đóng cửa đi để mình lấy hết đồ ngoài này. Đây đồ đây nữa. Mình cũng đi ngủ thôi. Ngủ ngồi các bạn ơi. Nhưng mà nhiều đồ ăn thế này làm sao mà ngủ được. Cái gì ấy? Ra đây, nằm xuống cái đỡ mỏi, sao cứ ngồi co ro cúm rúm thế nhở? Cày thế nhở? Trời ơi! Ui. Wow, đúng là cuộc sống năm sao, sống trong những lụa và sang chảnh. Xem mấy giờ rồi nhỉ? Mình phải bỏ cái này ra đây thôi. Không thể nào mà đội được rồi các bạn ơi, chật quá. Cái gì đây? Bỏ cái bờm đi. Thế, tưởng là chật đồ ăn quá thì cho sang hết bên này đi. Thôi. Chật quá, nên là tớ phải ăn cái bánh mì nhân nho đã cho đỡ chật. Các
Các bạn ơi, đi sang nhà tớ chơi đi. Nhà tớ nhiều đồ ăn mà lại rộng này. Vào đây. Nhìn này, tớ có kẹo dẻo trái cây nha. Để mở ra mời các bạn luôn. Đấy. Ra bên một sao làm gì? Bên đấy chật lắm. Đây, để đổ ra đây. Ê, nhiều chưa, nhiều chưa? Bên đấy có đĩa không nhỉ? Có túi bóng. Ê, cho ít đi. Đấy. Lấy cả đĩa luôn. Trả đây, trả đây. Lấy một cái nữa chứ. Ok, ok. Ừ. Này, cho vào đây. Rồi. Đấy. Thế chứ lại. Thôi lại đi về đây. Công nhận nha. Năm sao cũng tốt chứ. Chả thế. Năm sao tốt được lắm. Này, hay là có nhường cái lều năm sao cho một sao không? Hay là một sao chạy qua đây chơi đi cho vui. Đi. Hay. Đồ ăn thì đưa đây. Chuồn luôn qua cái đường cửa này này. Đây được. Này, xong tí nữa. Mời năm sao qua nhà một sao chơi. Trời ơi, năm sao qua nhà một sao có mà ngồi ngoài cửa à. Cái này để sang chiêm ngưỡng cái lều năm sao một tí nha các bạn. Vào đây nào. Nhưng mà tớ không dậy được. Sao thế? Chật quá. Đây, đừng ngồi đấy, ngồi im đấy. Để năm sao ra hộ cho. Ây da, nhà nhiều cửa quá. Ui. Đây. Nào. Dậy nào. Đúng là khốn khổ. Khó lắm mới kéo được bạn ấy ra khỏi cái ngôi nhà một sao bạn ấy. Rúa cả đầu. Nhìn này các bạn ơi. Vào được cũng khó. Mà ra được cũng khó. Nhưng mà phải công nhận một điều là nhận được cái bao tải rách này thôi mà bạn ấy sáng tạo làm được cái lều một sao đó. Ừ, cũng cả đu dây cơ mà. Làm thế. Vào nhà tớ đi. Vào nè. Công nhận là lều năm sao rộng rãi đẹp ghê. Thế người ta mới là năm sao chứ lại. Này, trời ơi, đi sang đây sang chảnh thế. Con mang cả bánh mì đi này. Chả mang bánh mì đi ăn. Này các bạn ơi, vào đến nhà năm sao rồi á, cốc nước còn chả mời được á. À đây đây, mời ăn hạch đi. Hạch dừa. Hạch dừa này là được ban giám khảo tặng giống như bên đấy đấy. Nè, ăn đi. Trời ơi. Mình trẻ em nhá. Mời mình trẻ em ăn này. Ê, nhà bên này cái gì cũng có luôn. Mỗi tội là không có kéo ở đây nên là không mở được. Trời ơi, đấy. Phải có kéo đấy các bạn ơi. Nhìn này, một sao chỉ dùng cái này thôi. Ờ thôi cũng được đi. Một sao tạm chấp nhận. À. Ê, cho một ít nào. Đây đây đây, đổ ra đây. Wow. Mì trẻ em siêu cấp 5 sao. Các bạn ơi, tôi tưởng á, mì tôm á chỉ dành cho một sao thôi. Hóa ra á, 5 sao cũng phải ăn mì tôm đấy. Mì tôm cũng sang chảnh chứ mà. Sơn hào hải vị đâu hết rồi, mang ra đi. Mì tôm này là có tôm hùm xay ở trong này đấy. Tôm hùm, ăn thử mà xem. Tôm hùm báo tử. Để xem là bây giờ là một sao mang cái gì ra đây nào. Kẹo mút à? Kẹo mút. Con gà. Nhưng mà gà kẹo mút. Kẹo mút con gà các bạn ơi, kẹo mút con gà khổng lồ á. Trời, hết rồi con đâu, cái này là mình cho mà. Thì ăn nãy giờ hết rồi, một sao chỉ thế thôi. Ừ, đúng rồi. Cái này ngon nhỉ. Trời ơi, sang nhà năm sao không có nước mời cô. Ừ, quên nhỉ, vô ý quá. Này, hay là bây giờ á, mời ra quán nước rồi, 100 sao uống nước nhá. 100 sao, thôi tớ về cái lều một sao của tớ đây. Không à, trộm lấy cái lều một sao. Ôi trời ơi, lo quá. Cho người ta còn không lấy á, thôi đi về đi. Đồ đạc để đây cũng được. Để làm sao được, à đây đây cái này cũng làm sao. Hết rồi còn đâu. Ơi lấy về thôi. Kiểu nước là kìa, về đi về đi. Bye bye. Bye bye, về nha. Ôi ôi ngã. Ôi ôi, định ở đây luôn đi à. Về đến nhà chưa? Chưa, xa quá. Đâu rồi, đâu rồi. Các bạn ơi, về đến nhà mình á, vẫn hơn. Dù bé, dù thấp thôi, nhưng mà vẫn thoải mái hơn ở nhà người khác. Chả thế, ở nhà người ta. Ê ôi giời ơi, cẩn thận để sập cái lều bây giờ. Ngồi mãi không ngồi được các bạn ơi. Cái lều rộng rãi bên kia chỉ sợ sập thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, các bạn thấy lều một sao của tớ với lều năm sao của bạn Tuyết bên nào đẹp hơn? Các bạn ơi, nhớ đánh 5 sao cho lều 5 sao nha. Trời ơi, cái này do tớ thiếu may mắn một chút thôi. Ui, nóng quá, nóng quá. Bây giờ video chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye.